chào các bạn, đây là một khúc lò xo xe lửa. Bây giờ tôi sẽ làm một con dao quắm tông xem cái độ sắc của nó như thế nào. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá cái phép này.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong con dao quắm tông bằng thép lò xo che lửa. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Rất tuyệt vời các bạn ạ, ta cạo lông chân ngọt lim luôn ạ, sắc còn hơn dao lam đây. Không hổ danh là lò xo che lửa, cực kỳ là chất lượng. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao quắm tông đi rừng bằng thép lò xo che lửa. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.